Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog Tim Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Tâm sự. Chúng ta cùng lắng nghe những tâm sự được chia sẻ và cập nhật hàng ngày trên kênh. Sau đây xin mời quý thính giả cùng nghe một câu chuyện đang khá là sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Nam thanh niên phát hiện ra con trai cực giống với bản thân sau 4 năm gặp lại. Câu trả lời từ cậu bản thân lại khiến cho người ta phải bối rối. Xưa nay những câu chuyện bi hài về trường hợp đầu vò đã được chia sẻ không ít trên mạng xã hội, khiến cho dân tình vừa thương lại vừa thấy buồn cười. Nào là nghi ngờ huyết thống giữa con mình với ông hàng xóm hay cậu đồng nghiệp. Thế nhưng chắc chắn có nằm mơ cũng khó mà tưởng tượng ra được cảnh người giống người đến hai thế hệ như thế này. 4 năm mới gặp lại, sao con trai lại giống bản thân như thế này? Mới đây câu chuyện nghi ngờ về huyết thống giữa con trai và bản thân được chia sẻ trên mạng xã hội gây chú ý đặc biệt. Bởi lẽ đây là tình huống bất ngờ sau 4 năm gặp lại. Người thuật lại câu chuyện này là hàng xóm của người bố trong câu chuyện. Cậu ấy thuật lại câu chuyện như sau. 4 năm trước đây, bản thân của anh hàng xóm em đi du học. 2 tháng sau khi bạn đi, ông ấy tuyên bố lấy vợ, lý do đơn giản vì người yêu có bầu. Trong suốt quãng thời gian 4 năm, bản thân của ông anh em không hề về Việt Nam. Anh bạn đó chỉ chuyên tâm vào học và rất ít khi gọi điện cho gia đình và bạn bè. Chính vì thế nhiều khi ông anh cũng hay tâm sự với em là đã quên mất mặt bạn. Cách đây 2 tuần, bản thân của ông em báo là sẽ về nước. Ông anh cùng xóm đã rủ em ra tận sân bay đón. Hôm ấy thì ngay khi vừa nhìn thấy bản thân của ông anh bước ra từ phòng check-out, thực sự là cả em và ông anh đều sững sờ. Là vì chẳng hiểu sao khuôn mặt của thanh niên kia lại giống con trai của ông anh em đến như vậy. Giống khó tin được luôn đấy, nhưng vẫn công nhận là ông anh em bình tĩnh. Ông ấy vẫn bắt tay ôm ấp với thằng bạn. Sau đó mấy hôm, ông anh em mới nhắn tin chia sẻ xanh chín với thằng bạn thân. May mà không có uẩn khúc gì. Nhưng em đọc cái tin nhắn giữa ông anh em và bản thân của ông ấy thì tự nhiên em lại cảm giác có sự lú luôn ở đây. Nó không phải xuất phát từ ông anh hay là bản thân của ông ấy mà hóa ra từ đời bố cơ. Một nguyên nhân rất đẹp để thay lời giải thích. Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây chú ý đặc biệt không chỉ bởi tình huống hy hữu khi chàng trai phát hiện ra con trai giống bản thân, mà dòng tin nhắn giải thích thì mới chính là mấu chốt của vấn đề. Thật đơn giản, sau khi nhận câu hỏi từ cậu bản thân, anh chàng đi du học 4 năm trở về đã đáp lại một cách rất nhanh gọn và tất nhiên là không có chuyện anh ta lén phén gì với vợ bạn rồi, bởi trên đời người giống người nhiều vô kể. Hơn nữa thì thanh niên cứng này còn lấy cả ví dụ từ đời bố ra nữa, rằng là tôi và bố ông cũng giống nhau đấy thôi, trong khi mẹ tôi với bố ông chỉ là đồng nghiệp chứ có quan hệ gì đâu. Thế đấy, giải thích như vậy thì bắt bẻ được gì đây? Vì nó hợp lý quá đi chứ. Đây là đoạn tin nhắn giữa hai nhân vật chính. Bạn ơi, tôi hỏi thật bạn này, trước khi sang nước ngoài, bạn với người yêu tôi có uẩn khúc gì không? Tôi nói thật là nhìn con trai tôi nó giống bạn bây giờ cực kỳ. Có gì bạn cứ chia sẻ thật thà với tôi chỗ anh em bạn ạ. Bạn ha mà, ngày xưa bọn nó cũng bảo tôi giống bố bạn đấy còn gì. Mà trong khi bố bạn với mẹ tôi thì làm cùng công ty chứ có cùng cái đéo gì nữa đâu. Trên đời nhiều người giống nhau lắm. Bạn cứ yên tâm nhé. Ừ, bạn nói thế thì tôi yên tâm rồi. Mai đi uống bia không? Chỉ với vài dòng tin nhắn ngắn ngủi này có thể nói là đã gây lú toàn mạng xã hội. Muôn vàn những phản ứng khác nhau của dân tình. Sau khi được truyền tay nhau khắp mạng xã hội thì bài đăng đã nhận được rất nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng bởi độ hài hước không tưởng. Đây cũng có thể coi là một câu chuyện khá đáng thương đối với chính chủ đấy. Nhưng đa số dân tình lại thả ha ha bởi lời giải thích xanh rơn của cậu bạn. Kèm theo hàng ngàn bình luận, phải chăng là từ đời bố của hai người đã lén phén trước rồi cũng nên. Dân tình bình luận rất sôi nổi kiểu như con mình giống bạn mình giống bố mình, suy ra con mình giống ông nội, suy ra vậy có khỏe hơn hay không? Nhưng mà bố bạn với mẹ tôi cùng công ty và tôi giống bố bạn bối rối thế. Hay có người còn hài hước kiểu như đừng dạy mà mang cháu đi xét nghiệm ADN nha, kết quả ra ba anh em ruột lại buồn gấp đôi. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng có khá nhiều ý kiến cho rằng có thể đây là một câu chuyện được bịa ra bởi vì nếu như bản thân giống bố thì làm sao có thể quên mặt nhau. Dù là chưa biết chính xác như thế nào nhưng tình huống giữa khóc giữa cười trên đây cũng thực sự khiến cho cộng đồng mạng hoang mang toàn tập
Và lời giải thích kia sẽ khiến cho thanh niên số nhỏ yên lòng, hay là mỗi khi anh nhìn con trai lại bâng khuâng khó hiểu? Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Hãy để lại cảm nhận của mình bằng cách comment phía bên dưới. Bây giờ thì chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây để chúng ta xem tiếp những thông tin hay hơn. Và nếu như chưa đăng ký nhận tin thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình nha quý vị. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.